Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao ngày hôm nay. Vậy là sau nhiều hoài nghi, Manchester United đã có vé đi tiếp tại FA Cup. Không những vậy, những thông tin về sự chuẩn bị của các đội bóng trước loạt trận Champions League đêm nay cũng sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ trong bản tin ngày hôm nay. Vòng 5 FA Cup, Manchester United dễ dàng vượt qua Shrewsbury. ATP Dubai Championship 2016, Novak Djokovic dễ dàng vào vòng 2, Viktor Troicki sớm dừng bước. Tiến Minh ký hợp đồng tài trợ trị giá 1 tỷ đồng với Minjuno, đập tan mọi hoài nghi về thành tích kém cỏi trong thời gian qua. Trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup, Manchester United đã có một trận thắng nhẹ nhàng trước đội bóng tí Hull City để giành quyền đi tiếp. Sau một trận hòa và hai trận thua liên tiếp tại Premier League và Europa League, Manchester United có cơ hội lớn để lấy lại niềm tin từ phía người hâm mộ khi chỉ phải làm khách đến sân của Silbury Town, đội bóng đang chơi ở League One. Chiếm thế áp đảo hoàn toàn so với đối phương, song cũng phải đến phút thứ 37, thế bế tắc mới được phá vỡ. Người ghi bàn là đội trưởng Smalling. Pha lập công của trung vệ người Anh như gỡ bỏ áp lực cho các đồng đội, để rồi đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Juan Mata nhận đôi cách biệt cho đội khách sau pha ghi bàn từ tình huống đá phạt hàng rào gây tranh cãi. Bước sang hiệp 2, MU vẫn là đội nắm giữ hoàn toàn thế chủ động, nhưng đội khách chỉ có thể ghi thêm một bàn thắng nữa. Phút thứ 61, Jesse Lingard dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0 cho MU sau đường truyền thông minh của Ander Herrera. Giành chiến thắng với tỷ số 3-0, Manchester United giành quyền vào tứ kết FA Cup và đối thủ tiếp theo của họ vào ngày 12 tháng 3 tới là West Ham. Đáng tiếc, đó là những gì người hâm mộ Napoli phải thốt lên sau trận đấu tại vòng 26 Serie A đêm qua trước AC Milan, khi mà Juventus bất ngờ hòa trước Bologna, nhưng Napoli cũng không thể kiếm được cho mình một kết quả khá hơn. Dưới sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà, không quá khó hiểu khi Napoli là đội kiểm soát thế trận, nhưng phải đến phút thứ 39, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc. Bàn thắng mở tỷ số đến từ cú sút sao uy lực của tiền đạo Lorenzo Insigne. Có được lợi thế dẫn trước, những tưởng sẽ giúp đội chủ sân Sao Paulo dễ đá hơn. Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà lại khá ngắn ngủi, bởi 5 phút sau, thế quân bình đã được AC Milan thiết lập. Phút thứ 44, nhận đường truyền bên phía cánh phải, tiền vệ Bonaventura trong tư thế không bị ai kèm đã dễ dàng dứt điểm tung lưới Napoli đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng không đội bóng nào tìm được mảnh lưới của đối phương. Kết quả 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận. Với việc chỉ giành được một điểm trước Milan, Napoli không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Juventus. Đội bóng của huấn luyện viên Sarri ngậm ngùi đứng thứ 2 sau 26 vòng đấu với 57 điểm. Trong khi đó, Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 với 44 điểm. Juventus Bayern Munich đây chắc chắn là cặp đấu được trông chờ nhất vòng 1/8 Champions League năm nay. Cả bà đầm già và hùm xám đều đang có phong độ hủy diệt tại Serie A lẫn Bundesliga. Và chúng ta hãy cùng xem trước trận đại chiến đêm nay, hai tên tuổi lớn này đã chuẩn bị được những gì. Bayern Munich vừa có trận thắng trước câu lạc bộ Darmstadt với tỷ số 3-1 trên sân nhà ở vòng 22 Bundesliga. Đó là một trận đấu mà hùm xám đã phải lội ngược dòng mới có thể vẹn toàn chiến thắng. Tính trên mọi mặt trận, nhà nước ghi vô địch Bundesliga đã ghi tổng cộng 56 bàn thắng và cũng đã có thành tích bất bại kể từ tháng 12 cho tới nay, với 9 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đặc biệt khích lệ tinh thần với hai con át chủ lực, đó là Thomas Müller và Robert Lewandowski, với hy vọng họ sẽ hiên phá được bức tường thủ vững chắc của Juventus ngay trận lượt đi diễn ra đêm nay. Về phía Juventus, họ cũng bất bại kể từ ngày 8 tháng 12, thời điểm lượt trận cuối vòng bảng khi Juve để thua Sevilla 0-1. Thất bại đó cũng khiến Juventus mất vị trí đầu bảng và phải thi đấu trận lượt đi trên sân nhà ở vòng 1/8 này. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin có lý do để tự tin khi quãng thời gian vừa qua họ đã chơi rất thành công và trở lại ngôi đầu bảng Serie A sau quãng thời gian đầu mùa thi đấu sa sút. Một cặp đấu đáng chú ý khác của vòng 1/8 là Arsenal-Barcelona. Có lẽ với phong độ hiện tại của cả hai đội, dù được đá trên sân nhà Emirates, thế nhưng không ai nghĩ pháo thủ có thể tránh được thất bại trước gã khổng lồ xứ Catalonia. Arsenal vừa trải qua trận hòa không bàn thắng trên sân nhà với Hull City ở vòng 5 Cúp FA. Kết quả đó khiến đội bóng của Arsene Wenger phải chờ trận đấu lại trên sân khách mới biết có đi tiếp vào tứ kết giải cúp lâu đời nhất thế giới hay không. Cũng chính từ kết quả này mà huấn luyện viên người Pháp đã nói rằng ông không khó khăn trong việc sắp xếp đội thi đấu ở trận đấu với Hull City hơn là trận gặp Barcelona tại Champions League đêm nay. Đây là hai thử thách hoàn toàn khác nhau. Tôi không xem thử thách nào nhẹ hơn cả, nhưng có một thực tế rõ ràng là để chuẩn bị cho trận đấu với Hull City khó khăn hơn nhiều khi gặp Barcelona. Ai cũng biết Barcelona chơi tấn công, còn bạn đã thấy đấy, Hull City chơi phòng ngự và đã gây vô số khó khăn cho chúng tôi. Huấn luyện viên Wenger cũng cho rằng Barcelona là một đội bóng hoàn hảo nên các cầu thủ của ông sẽ có nhiều động lực thi đấu hơn khi đối đầu với đối thủ mạnh. Ở trận đấu đêm nay, pháo thủ sẽ không có tiền vệ kiến thiết người Đức Mesut Ozil vì bị cúm. Cách đây 5 năm, cũng ở vòng đấu này lượt đi, Arsenal từng hạ Barcelona 2-1 nhờ các bàn thắng của Van Persie và Arshavin. Cùng đến với những thông tin mới nhất của giải ATP 500 thứ 2 trong năm, đó là Dubai Championship 2016. Trong khi Viktor Troicki dừng bước sớm, thì Novak Djokovic vẫn cho thấy anh là số 1 thế giới. Ở lần đối đầu gần nhất tại giải Cincinnati Open diễn ra vào năm 2014, Tomiro Bredo đã xuất sắc vượt qua Novak Djokovic. Nhưng ở trận tái đấu diễn ra vào hôm qua tại vòng 1 ATP Dubai Championship, tay vợt người Tây Ban Nha đã không thể tái hiện được điều đó thêm một lần nữa. Ở thời điểm hiện tại, Romero kém Nole tới 40 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Thế nên, việc anh để thua trong vánh 1-6 ở set đầu thứ nhất cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Bước sang set 2, tay vợt số 41 thế giới dù rất cố gắng, nhưng anh cũng chỉ có thể giành được 2 game thắng trước khi các vợt với tỷ số 2-6. Thắng dễ dàng sau 1 giờ 7 phút thi đấu, hạ thâm số 1 của giải là người giành vé đi tiếp. Kết quả bất ngờ nhất ở vòng 1 chính là thất bại của Viktor Troicki trước Marcos Badatis. Hơn đối thủ tới 35 bậc trên bảng xếp hạng ATP, song tay vợt người Serbia đã phải chấp nhận các vợt sau 2 set thi đấu với các tỷ số là 6-7 và 2-6. Feliciano Lopez cũng là cái tên giành vé vào vòng đấu tiếp theo. Hạt giống số 6 của giải đã vượt qua người đồng hương Garcia Lopez với các tỷ số lần lượt là 6-1, 4-6 và 6-4. Sau Ferrari, Mercedes cũng không chịu kém cạnh khi cho trình làng mẫu xe mới để chuẩn bị cho mùa giải F1 2016. Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật cho quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhà đương kim vô địch và cũng là tay đua đã 3 lần bước lên bục cao nhất của F1 thế giới, Lewis Hamilton đã có một màn trình diễn ấn tượng trong buổi đua thử của Mercedes vào hôm qua. Sau 156 vòng đua tại trường đua Catalonia, tay đua của anh đã tỏ ra rất thoải mái với chiếc xe của mình. Theo Hamilton, anh không có cảm giác gì khác biệt so với chiếc xe của mùa giải 2015. Đây là dấu hiệu tốt cho Mercedes nói chung và với Hamilton nói riêng, bởi ở 2 mùa giải F1 vừa qua, anh đều thống trị đường đua với những chiến thắng rất ấn tượng. Riêng đội đua Mercedes đã có tới 16 chiến thắng trong 19 chặng năm ngoái. Xa hơn, họ đã thắng tới 32 trong số 38 chặng đua ở 2 mùa giải vừa qua. Tại buổi đua thử hôm qua, nhà cựu vô địch người Đức Sebastian Vettel cũng thể hiện ấn tượng khi giành thành tích tốt nhất trong một vòng. Tay đua của Ferrari có thời gian nhanh nhất ở một vòng ít hơn Hamilton 47% giây. Mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay sẽ là cụm tin vắn thể thao trong nước. Đây cũng thay lời chào kết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo công bố của Mizuno, Nguyễn Tiến Minh sẽ nhận được hợp đồng tài trợ 1 tỷ đồng trên 1 năm. Ngoài ra, đơn vị này sẽ tài trợ toàn bộ trang phục và vợt thi đấu, hỗ trợ kinh phí cho tay vợt người ở thành phố Hồ Chí Minh du đấu tại các giải trong nước cũng như quốc tế. Hiện tại, Mizuno cũng đang xúc tiến làm việc để tiến tới tài trợ cho nhiều vận động viên trẻ có tiềm năng của cầu lông Việt Nam. Riêng với Nguyễn Tiến Minh, với hợp đồng tài trợ này, ngoài việc tham gia 16 giải quốc tế trong năm 2016, tay vợt đang xếp hạng 42 thế giới này dự định sẽ tham dự từ 2 tới 3 giải đấu cầu lông trong nước. Năm 2016, mục tiêu của Tiến Minh là giành quyền tham dự Olympic Rio. Hiện tại, anh đang gần với chỉ tiêu tích lũy số điểm để đứng vị trí thứ 13 trên 34 vận động viên giành quyền tới Thế vận hội.